nổi mụn, ngứa da, vàng da, hôi miệng, chướng bụng là một trong những biểu hiện gan bị nóng. Bác sĩ Nguyễn Thùy Trang, Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec Sao Phương Đông trong video hôm nay sẽ mách bạn 8 loại lá uống mát gan hiệu quả, giải độc gan mà còn làm tăng cường hàng rào bảo vệ gan của bạn khỏi những tác nhân xấu đấy. Loại lá đầu tiên phải nhắc đến đó chính là rau má. Không chỉ giúp giải độc gan mà rau má còn làm đẹp da, phòng ngừa bệnh lý về tim mạch rất tốt. Nếu bị nóng gan, bạn nên uống 3 đến 4 ly nước ép rau má một tuần sẽ thấy có tác dụng thay thế thuốc giải độc gan khá hiệu quả. Tuy nhiên, bạn không nên uống quá một tháng vì sẽ có gại đến đường tiêu hóa. Đứng top 2 trong các loại lá mát gan phải kể đến lá trà xanh. Theo đông y, trà xanh là loại lá có khả năng mát gan, thải độc cực kỳ tốt. Vì trong lá trà xanh chứa rất nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên, ngoài tác dụng làm mát gan, giải trừ căng thẳng, mệt mỏi, thải bỏ độc tố và đem lại làn da tươi sáng hơn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không nên uống nước lá trà xanh trong lúc đói vì như thế không tốt cho dạ dày. Lá bông mã đề. Bạn có thể sử dụng lá cây mã đề để làm mát gan bằng cách nấu chung với thịt nạc hoặc nấu nước uống để giải độc gan. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai và những người thận yếu thì nên cân nhắc sử dụng loại lá này nhé. Nhắc đến tác dụng làm mát gan thì không thể bỏ qua hoa atiso. Không chỉ mát gan mà atiso còn giúp nhuận tràng, lợi tiểu, tốt cho gan, làm giảm cholesterol. Cho dù dùng ở dạng tươi hay khô đều được nhé, vì đều là bài thuốc giúp bạn giải độc gan hiệu quả. Nếu dùng trà tươi, bạn chỉ nên dùng từ 10 đến 20g nấu với nước nếu mỗi ngày, hoặc từ 5 đến 10g nếu dùng trà khô. Với loại trà đóng gói cũng chỉ nên uống 2-3 túi một ngày là đủ. Cũng như những loại lá trên, bạn không nên quá lạm dụng vì nếu uống quá nhiều sẽ không có tác dụng hiệu quả và còn gây nên những tác dụng phụ khác. Bạn có đoán được đây là cây gì không? Nó chính là bồ công anh, thuộc top những loại thuốc nam giải độc gan theo đông y cổ truyền. Bồ công anh có vị đắng, tính mát, có công dụng thanh nhiệt giải độc, thông sữa, lợi tiểu. Nó rất tốt cho hệ gan mật, nó có thể kiểm soát được lượng mỡ vào trong cơ thể, giúp tăng cường chức năng giải độc cho gan. Đặc biệt, nó có khả năng ngăn ngừa được nguy cơ nóng gan cực kỳ tốt, tương tự như những loại trên. Lá vối. Loại lá này thì khá quen thuộc với nhiều gia đình vì nó được sử dụng như nước uống hàng ngày thay cho nước lọc. Chỉ cần rửa sạch, lấy nước cho vào nấu sôi là có thể uống nóng hoặc uống lạnh đều được. Ngoài làm mát gan, nước cây lá vối còn giúp lợi tiểu và giải khát, giải nhiệt hiệu quả. Lá diệp hạ châu hay thường được gọi với tên dân dã hơn là cây chó đẻ răng cưa. Loại lá này có chứa hàm lượng lớn các hoạt chất đắng như hypophyllantin và philantin có tác dụng chữa chứng nóng gan, đồng thời giúp lợi tiểu, tăng cường chức năng thận cũng như giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Các thành phần trong dược liệu còn giúp ngăn ngừa sự phát triển của virus gây ra bệnh viêm gan, hỗ trợ tăng cường đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng trong thời gian dài vì có thể gây ra lạnh gan dẫn đến xơ gan. Lá nhọn nồi. Nằm trong nhóm những loại lá cây uống mát gan, lá nhọn nồi khá quen thuộc trong đông y, có tác dụng giảm sốt hiệu quả và làm mát gan hiệu quả. Theo các chuyên gia, sử dụng nhọn nồi có thể giúp thanh lọc cơ thể khá tốt, hỗ trợ triệu chứng tâm thận nóng rất tốt. Ngoài ra cũng được biết đến để cải thiện chức năng gan, chữa những vấn đề về gan, vàng da. Xem tới đây bạn đã biết uống lá gì để mát gan rồi phải không? Tuy nhiên, khi sử dụng các loại thảo dược mát gan trên, bạn cần lưu ý. Có thể sử dụng các loại lá cây để sắc hay hãm nước uống hàng ngày, nhưng không nên lạm dụng dùng quá nhiều hay sử dụng ở mức đậm đặc. Tốt nhất là không nên sử dụng liên tiếp quá một tháng. Bên cạnh đó, thảo dược mát gan giải độc cần phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để bị ẩm, mốc, nấm, vi khuẩn. Khi sử dụng sản phẩm thảo dược nếu có vi khuẩn, nấm mốc sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa của bạn, nặng hơn sẽ gây tổn thương gan như viêm gan, gan nhiễm độc. Đối với trẻ nhỏ, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn thảo dược mát gan phù hợp vì có loại thảo dược có vị đắng, trẻ rất khó uống. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng các biện pháp nâng cao chất lượng gan, giải độc gan bằng các hình thức dùng thuốc hay thực phẩm hỗ trợ nhé. Chúc các bạn có một lá gan khỏe mạnh! Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác. Oh.